Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải bài tập 3.7, trang 61, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh hai số A nhỏ -39 và -54, B nhỏ -3179 và -3279. Đây là so sánh hai số nguyên âm đúng không ạ? Trước khi làm bài tập này thì cô muốn nhắc lại với các em một phần nhận xét. Các em sẽ mở lại cho cô sách giáo khoa trang 60, phần đóng khung màu vàng. Chúng ta có nhận xét số 2 này. Nếu AB là hai số nguyên dương và A lớn hơn B thì âm A sẽ nhỏ hơn âm B. Như vậy quay trở lại với bài tập 3.7 này. Để so sánh hai số nguyên âm một cách nhanh nhất thì chúng ta sẽ đi so sánh cái phần số. Có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua cái dấu trừ. Chúng ta so sánh phần số trước. Sau đó thì chúng ta sẽ, nếu ví dụ như là ở đây cô có 39 mà nhỏ hơn 54 thì âm 39 sẽ phải lớn hơn âm 54 đúng không ạ? Theo đúng cái phần nhận xét vừa rồi. Đấy, vậy từ đây cô và các em sẽ trình bày lời giải chi tiết cho bài tập 3.7 này. Đầu tiên là cô sẽ so sánh phần số trước, là vì 39 nhỏ hơn 54 nên bây giờ chúng ta sẽ đặt dấu âm vào thì sẽ làm đổi chiều, nghĩa là lớn hơn, thì âm 39 sẽ lớn hơn âm 54. Đấy, hai dấu ở đây sẽ là đối ngược nhau đúng không ạ? Nếu mà nhỏ hơn thì chỗ này sẽ là lớn hơn và ngược lại. Thì B chúng ta cũng so sánh tương tự, là chúng ta sẽ đi so sánh 3179. Chúng ta đem so sánh với 3279. Thì rõ ràng 3179 bé hơn đúng không ạ? Nên âm 3179 sẽ phải lớn hơn âm 3279. Rồi, như vậy là với nhận xét vừa rồi thì cô và các em đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập 3.7. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.